cái này là bước không bắt buộc. Nếu mà các bạn ngựa, mình nói là mình thấy hơi sai. Chào các bạn, hôm nay là một ngày ánh sáng không đẹp cho lắm, tại vì Sài Gòn đã mưa cả tuần nay rồi và không có dấu hiệu dừng lại. Hôm nay mình làm video này để gợi ý cho các bạn cách mà mình trang điểm hàng ngày rất là nhanh, rất là đơn giản, và mình tin là rất là nhiều bạn trong số các bạn, phần lớn các bạn sẽ có thể làm theo được. Mình không phải là beauty guru và cũng không phải là chuyên viên trang điểm, thế cho nên là mình không trang điểm theo cái cách của beauty guru, mà mình trang điểm theo cái cách của một nhân viên văn phòng cũng rất là kẹt thời gian vào buổi sáng để chạy đến công sở đó. Và mình nghĩ là như thế thì nó cũng thực tiễn hơn để các bạn có thể áp dụng vào cái routine hàng ngày, hàng buổi sáng trước khi đi làm ấy. Cho nên là mình sẽ gợi ý cho các bạn cách mà mình làm cái make up này nhá. Điều đầu tiên mình làm tất nhiên là rửa tay cho sạch. Không bao giờ mà make up mà tay chưa sạch nhá. Bình thường khi mà vội thì là mình sẽ trang điểm luôn. Thế nhưng mà hôm nay có thời gian một chút thì là mình sẽ dùng cái máy này để rửa mặt trước bằng toner á, để làm sạch sâu. Tại vì sau khi mà làm sạch sâu bằng cái máy này á thì make up nó rất là ăn. Cho nên là nếu mà có thời gian thì các bạn nên làm. Toàn bộ cái video mà review cái máy này và hướng dẫn sử dụng cái máy này là mình đã làm rồi nhá. Mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn có thể xem. Khủng khiếp quá. Các bạn có thấy dơ không? Đó, thế cơ mà. Đấy là mình đã rửa mặt trước rồi đấy nhá. Kinh. Đúng là nếu mà các bạn không làm sạch sâu thì sẽ không thể nào mà hết nhiễm ẩn đâu. Thật đấy. Không làm thế nào mà bằng tay mà lại rửa sạch mặt được. Ok, sau khi mà da mặt đã sạch rồi thì mình sẽ dùng Smashbox. Cái này là primer mà có chất dưỡng ẩm ấy. Mình không có dùng kem dưỡng ẩm, tại vì mình cảm giác nếu mà mình dùng kem dưỡng ẩm ở khí hậu Việt Nam á, thì nó hơi bị dày. Cho nên là thay vì thế thì mình dưỡng ẩm kỹ từ tối hôm trước. Sau đấy thì sáng hôm sau mình chỉ cần bôi primer dưỡng ẩm trước khi mà trang điểm thôi. Nếu mà các bạn ở châu Âu ấy, thì phải dưỡng ẩm đấy, tại vì nó khô. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái chu trình dưỡng da của mình phải điều chỉnh một tí. Rồi bôi primer dưỡng ẩm rồi, sau đó mình sẽ dùng kem nền. Thì bình thường thì nếu mà các bạn xem những cái video make up trước đây của mình thì các bạn cũng sẽ biết là cái foundation ruột của mình là cái YSL này, mà mình vẫn xài từ trước tới giờ. Thế nhưng mà vừa sau cái chuyến đi Bali vừa rồi á, cái da mình nó hơi đen đi một tí. Cho nên là hôm nay mình sẽ trộn cái này với lại một cái kem nền mà mình có ở cái tông tối hơn là Bare Minerals. Cái này là BB CC cream gì đấy, đại khái. Nó rất là nhẹ. Mình trộn một tí cái này với cả cái foundation mình vẫn dùng thì nó sẽ ra cái màu mà trùng với da của mình hiện tại, tức là không được trắng cho lắm. Mình sẽ dùng foundation ở hai cánh mũi này, dưới mắt, với cả một tí trên trán thế thôi, cho da nó đều màu thôi. Mà bình thường thì mình chỉ cần một tí foundation ở những cái chỗ mà nó có khuyết điểm thôi là cái da mình nhìn nó đã sáng hơn rồi. Nếu mà các bạn muốn trang điểm tự nhiên á, thì mình gợi ý cho các bạn làm cách này. Không nhất thiết là phải bôi foundation cả mặt ấy, nó sẽ rất là dày. Và nhiều khi á, nó lại còn khác cái màu cổ, kinh lắm. Cho nên là các bạn chịu khó tìm ra được cái tông foundation mà nó trùng với da của mình. Nhiều khi mình phải pha chút cũng không sao cả. Mua hai cái foundation khác nhau, một tông sáng, một tông tối, để pha vào nhau ấy, và để da giảm cho nó phù hợp. Tại vì cái làn da của mình trong năm nó không phải là một shape, một tông mà đi nghỉ mát về nó đen một chút chút, rồi qua mùa đông mình trắng là chút chút, nói chung là vậy. Chứ không phải là da thay đổi một tí mà lại đi mua một lọ mới thì bị phí lắm. Rồi,
Bây giờ mình sẽ sang đến phần kẻ lông mày. Mình có cái bút kẻ lông mày này, nói chung là cũng xài không biết bao nhiêu lâu rồi. Không phải là một cái bút này mà là cứ hết mình lại mua tiếp, hết mà lại mua tiếp. Thì cái bút này là cái bút ngon bổ rẻ nhất mà mình từng thấy từ trước đến giờ. Ý là trong tất cả các cái bút kẻ mày mà mình đã từng thử. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đầu lông mày. Các bạn thấy không? Đầu lông mày mình kẻ lên. Mình kẻ cái khuôn trước ở dưới. Kẻ sát vào cái mày thiệt nha. Tại vì mình muốn cái đoạn này nó có thể dài tối đa hết sức có thể của nó. Cái trán mình rất là cao, thế cho nên là khi mà mình muốn ăn gian cái lông mày lên á thì mình sẽ ăn gian ở trên một chút, ăn gian lên trên một tí để cái đoạn này nó vẫn được cao mà nó sẽ tạo cảm giác là cái lông mày của mình nó cao lên á. Kẻ hai đường ở dưới và ở trên trước cho nó hợp với ý bạn, bạn thích như thế nào thì kẻ cái viền trước, viền xong các bạn mới tô vào giữa. Làm y hệt như thế với bên kia luôn. Sau đấy mình lấy một cái tăm bông và mình sửa lại cái đoạn đầu cho nó mưa đấy. Các bạn nghe đánh ầm một cái không? Cái dạo này Sài Gòn á, nó cứ mưa suốt. Quần áo của mình chất thành đống trên một cái xô. Ga trải giường, vỏ gối, chăn gối chất một đống trong cái xô và không thể nào mà giặt được. Tại vì mỗi lần giặt ấy, trời nó mưa xong rồi phơi ra chỗ nó hôi khủng khiếp. Mùa mưa sợ lắm. Lâu lâu được một hôm nắng giặt đồ, phơi đồ sướng. Hơi lạc đề một tí, xin lỗi nhá. Rồi, vậy là xong cái mày. Bây giờ mình sẽ làm rất nhanh cái mắt thôi, các bạn sẽ thấy. Chỉ cần một bước. Đây là cái bộ kẻ bộ phấn mắt. Mùi của mình đi đâu mình cũng mang theo. YSL Couture Palette. Cái này mình sẽ lấy cái màu nâu, mình sẽ lấy cái màu nâu lạnh nhạt nhất nhá. Để mình đánh vào cái bầu mắt. Cái này nó tiện một cái là nó có cái cọ nhỏ này này. Các bạn không có cần phải mang theo cọ khi mà các bạn đi đâu, cho nên là thực sự đi du lịch ấy, mình cứ mang cái này suốt. 4 màu, 5 màu xài kiểu gì cũng được. Dễ, rất là nhanh. Để trang điểm nó được nhanh hơn ấy, thì mình chỉ dùng đúng một màu thôi. Một màu phấn nâu nâu như vậy để tạo cái chiều sâu cho cái bầu mắt, vậy là được rồi. Không cần phải pha màu nhiều. Nếu mà đi chơi ấy thì khác. Còn nếu mà trang điểm hàng ngày đi làm, đi học thôi thì mình thấy một màu là ok rồi. Đánh xong vào cái bầu mắt như vậy thì mình sẽ dùng cái ngón tay để mình tám nó ra. Nhanh lắm. Thế thôi. Ở cái bước này á, nó sẽ nhanh hơn. Nếu mà bạn dùng cái phấn, cái chất lượng nó cao á, thì nó sẽ không tung ra và nó sẽ dễ tám. Nó sẽ bám vào cái da á. Chịu khó đầu tư vào cái phấn chất lượng cao một chút. Tây nó gọi là pigmented. Sau bây giờ mình kẻ mắt, mình sẽ dùng cái bút này. Nói chung là cũng không có gì mới. Cái này mình đã nói trong không biết bao nhiêu là video trước rồi. Không biết nó có focus được không. Đấy. Benefit, they are real. Không biết mình mua qua bao nhiêu cái bút này rồi. Xài hết lại mua. Mình rất là dễ dùng. Nó có cái đầu cao su vát vát thế này này. Sau mình vặn cái gel lên thì là cái gel bản thân khi mà mình dùng nó cũng không bị khô như là những cái hũ mà chấm chấm vào ấy. Bây giờ mình sẽ kẻ nhá. Nhanh cực kỳ luôn. Bạn tính cái điểm mà kết thúc lông mày ấy, đến cái đuôi mắt ấy. Đầu tiên mình kẻ một cái đường từ nối từ đấy đến cái đuôi lông mày. Không phải núi từ đây đâu nha, nhưng mà ý là cái hướng đấy. Đó, là một đường như vậy rất khoát. Rồi kéo một đường nữa thành hình tam giác lại cái đuôi, lại cái mí mắt. Sau đấy thì bạn sửa cái đầu này cho nó nhọn. Đó, được như vậy rồi thì bạn chỉ cần
nhắm mắt lại và nối một đường từ đây và vào đến đây. Quá là nhanh luôn. Đó vậy thôi, bạn thấy không? Bây giờ mình chỉ cần tô ở phía bên trong là xong. Nhanh cực kỳ luôn. Xong một mắt, bây giờ mình sẽ làm tương tự với cái mắt bên kia, các bạn nhớ không? Một đường từ đuôi mắt cho đến cái điểm kết thúc của lông mày. Một đường như vậy. Kéo lại, rồi nhắm mắt vẽ một vòng cung từ đầu mắt đến cuối mắt. Là xong. Các bạn cứ áp dụng cái công thức này, có thể là những lần đầu thì mình sẽ không có thao tác được nhanh. Thế nhưng mà làm dần rồi quên ấy. Mà khi mà vẽ cái kiểu này ấy, thì các bạn rất là dễ sửa. Nếu mà chẳng may mà lần đầu mà cái đường vòng cung này nó hơi méo một tí thì mình có thể sửa lại rất là dễ. Rồi xong đấy. Các bạn thấy nhanh không? Cuối cùng là mình lấy một cái bút mà nó hơi hồng hồng nhũ nhũ một tí. Mình vẽ xuống dưới cái mắt một tí thôi, cho nó sáng cái mắt lên. Đó, như vậy đó. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đánh khối. Thì cái này mình dùng là Smashbox Contour Palette. Mình cũng dùng rất lâu rồi. Dùng một màu thôi. Đánh một ít vào cái hốc má. Ít ít thôi nhá. Đi làm thì không cần phải làm quá. Một ít lên trán. Những bạn nào trán cao ấy thì có thể đánh nhiều một tí lên trán. Đó, xong rồi dùng một cái cọ nhỏ hơn. Lấy một ít đánh vào mũi. Trời ơi, quá nhanh luôn á, thực sự là có khi mình phải là người make up nhanh và giản lược nhất YouTube. Xong. Bây giờ nốt mình sẽ vẽ môi nữa là xong nhá. Mình sẽ dùng một cái kẻ viền môi của NYX. Mình rất thích mấy cái kiểu bút mà mặn lên cái kiểu này này. Để không phải gọt đây. Gọt thì mất thời gian mà nó còn hay gãy nữa. Mà lại các bạn lại còn phải giữ cái đồ gọt á, làm mất là thôi. Không biết. Cái này thì mặn lên, nó rất là tiện. Cái này là màu nude, mình sẽ ghi kẻ viền thôi à. Đó. Xong bây giờ mình sẽ dùng matte cream của NYX Note màu Copenhagen hay sao đó. Mình sẽ ghi rõ ở dưới. Nhưng mà mình xem lại tất cả cái này, thực ra xài cái này cũng không nhớ tên lắm đâu. Xài cứ xài thôi. Đánh một lớp mỏng lên môi. Sau đấy á, cái matte cream này nó hay một cái, mình sẽ dùng một cái tờ khăn giấy để ngậm cái môi lại. Thì là cái màu này á, bây giờ nó sẽ thành giống như là, gần giống như là một lớp lót lì cho cái môi của mình. Thì khi mà mình đánh thêm một lớp son nữa lên á, thì nó rất là bám. Đây là cái son ruột của mình, Inglot màu 405. Nó rất là lì. Và cái này là son dạng cục chứ không phải là dạng kem như cái kia. Thì khi mà mình đánh lên cái lớp son kem này á, nó sẽ bám rất là lâu, nó sẽ bám cả ngày luôn á. Thì những bạn nào mà trang điểm buổi sáng xong rồi đi cả ngày thì hãy thử cái cách của mình. Bước cuối cùng, cái này là bước không bắt buộc. Nếu mà các bạn ngượng, mình nói là mình thấy hơi sai. Ý là nếu mà các bạn ngựa điệu điệu một chút thì có thể làm. Cái này là Lumilia Primer, tức là nó là primer, nó không hẳn là highlighter. Nhưng mà nó là cái primer dạng nước và nó có ánh lên như là xà cừ ấy. Nó không hẳn là có màu hồng cái gì đâu, nhưng mà nó ánh lên như cái xà cừ mình dùng một tí ấy. Chỉ để highlight một tí cho nó, cho mặt nó lấp lánh hơn. Một tí ở đầu mũi. Rồi xong, đây là cái cách mà mình trang điểm hàng ngày.
rất là đơn giản và rất là nhanh, chứ không có gì cầu kỳ. Mình không phải là beauty guru, cũng không phải là ca sĩ diễn viên người đẹp, cho nên là đây là cái cách mà mình tin là phần lớn các bạn sẽ có thể làm được. Hy vọng là các bạn thích video tuần này. Nhớ comment ở phía dưới cho mình biết là beauty routine hàng ngày của các bạn có khác hay là có giống mình không nhá. Nhớ like video và subscribe nhá, tại vì mình sẽ quay lại với nhiều video nữa vào chủ nhật hàng tuần. Cùng với video thì bây giờ mình cũng viết blog nữa, tại vì thanh niên cũng hơi nhiều tâm sự ấy. Cho nên là nhớ đọc blog của mình ở giangoi.com nhá. Còn bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của mình, và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.